Ôi, chào cả nhà mình nha. Mình xin phép giao lưu cả nhà mình, em Linh Sam. À, Linh Sam hàng mini nha anh em ha, trồng vào chậu tàu. À, xin giới thiệu anh em, đây là một chậu tàu nha, chậu tàu size mini. Khoảng miệng khoảng 15 cm, cao khoảng 10 cm nha anh em ha. Rồi. Cái này là cái bộ đế của nó là toàn ủ lại cho nó mát nha anh em, cho mới sang chậu, mới đi kẽm. Đây, thế bằng nhân đây. À, đầu tiên là cái mặt trước nó nha anh em ha, mặt trước nó từ phía dưới lên nha, mặt trước lên như thế này nha. Đó. Sau khi lên thân ở đây thì nó co lát lên tới đây, chỉ đây thì đây có cái chóp này nó bể xuống, nó cong ở đây nha anh em ha. Mình định bể cho nó cong về chỗ đây, nó xẻ xuống chỗ đây, nhưng mà thôi, làm cho nó, do nó chưa có cái chóp ấy, chưa có cái chóp đều phía trên anh em, nên là toàn sẽ bể cái nhánh nó đi qua đây. À, nó bể nó đi qua đằng xíu, cây đang ho nha, còn đi kém đường bể qua như vậy, định hình sơ bộ như vậy nha anh em ha. Này, trên chóp thì đủ chi đủ tàn luôn anh em ha. Đó, trên ngọn này, à, một cành đây, nhìn rất là duyên nha anh em ha. Để toàn quay gần cho anh em mình xem cái chỗ cái chóp trước, một tí nữa là quay anh em mình xem cái phần đấy. Đây, phía mặt bên đây. Đó. Cây đang ho rất duyên nha anh em ha. Có một cái cành này toàn chỉ để lại làm cành phụ phía dưới này. Đó, một cành. Cái này toàn làm cành phụ dưới. Hoặc là cũng có thể sau này những cái cành này giữ hết lại để làm thêm chi. Tùy anh em mình có mỗi cách anh em mình chơi. Đó. Quay ông Văn Nhân. Rất là duyên nha. Đang ho luôn, ho toàn tập luôn. Anh em mình về đi thêm những cái kém nhỏ vậy, anh em mình bể thêm. Ở những cái chỗ này nó có những cái cành nhỏ, toàn chưa đi kém này, toàn sợ cái cây nó gãy nên toàn đi kém hơi nhiều. Và cái kém toàn đi nó nới với toàn không có đi đẹp theo bài bản nha. Nới ra thì mình bể nó mới dễ, sau này nó theo định hình rồi tháo kém ra mình đi lại mua nước kém cho đẹp. Đó, cái đây cũng vậy. Anh em mình nhìn nha, rất là duyên nha, toàn quay xa này. Đó, cây nó bay vậy nha anh em ha, đang ho luôn. Thì lúc đầu cây nó chỉ thẳng như thế này nè, cây toàn chiếc cành dâm nó thẳng như thế này thôi, rồi bắt đầu mới đi tay, sáng giờ đi tay được như đây. Quay từ trên quay xuống cho anh em mình xem nhé, ho ngập lối luôn nha. Ok, tiếp này. Ờ, ok anh em mà chốt thì inbox toàn nha, quay từ dưới quay lên nha anh em ha. Đó, xin cho một dòng nha. Đó, cái này nó hơi bị ngược sáng nên thành ra nó không được sáng lắm nha anh em ha. Đó, ok, video nó cũng dài, Toàn xin kết thúc video anh em ha. Số điện thoại của Toàn là 0388141679 nha anh em. Còn cái số Zalo là 0909943262. Đây, chúng ta nhìn cái mặt trước của nó này. Đó, bên đây thì nó cái màu không sáng, ok hơn một xíu. Đây là đi sơ bộ, anh em mình về có thích đi phá thế đi thêm kẽm nha, đi thêm dài đường hoặc là bẻ theo cái thế của Toàn, bẻ thêm nhẹ lại. Đó. Sau này những cái chóp chỗ này nó ra chi tàn nó đều nè anh em, nó ra chi vậy này. Đó, ví dụ những chóp đây. Đó. Chúng ta bẻ kẽm hết nè. Nó đều, nó tròn, nó sẽ rất là đẹp nha anh em. Ok. Chào cả nhà mình nha.